Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp với số lượng F0 phát hiện mới ngày càng gia tăng. Tại Hà Nội, số lượng F0 không triệu chứng hay triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà cũng tăng cao trong thời gian gần đây. Điều này khiến không ít người dân quan tâm và chủ động mua sắm các thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà, điển hình như thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu, gọi tắt là máy đo SpO2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tìm mua và tự sử dụng sản phẩm này tại nhà. Ngay khi hàng xóm xuất hiện một trường hợp dương tính với COVID-19, chị Hoa lập tức tìm hiểu và mua máy đo độ bão hòa oxy trong máu để dự phòng. Lo ngại về chất lượng, chị sẵn sàng bỏ ra hơn 1 triệu đồng để mua máy đo này. Xóm nhà mình thế, có những mặt hàng thì giá thành nó cũng thấp hơn hoặc là cao hơn ấy, nhưng mà nhiều máy nên nó không chất lượng. Ví dụ như hàng xóm nhà mình mua về chẳng hạn thì đo được 1-2 ngày đầu ấy thì ok. Những ngày sau thì nó lại sai chỉ số, thế làm cho người bệnh rất là lo lắng. Thậm chí là nó hốt hoảng lên là phải đi viện đấy vì máy đo sai. Nhưng vì sau là thử máy khác thì lại thấy bình thường. Chỉ cần gõ vài từ khóa tìm kiếm máy đo SpO2 trên các trang bán hàng trực tuyến, người dân sẽ nhận được hàng loạt mặt hàng với đủ mức giá, từ vài chục nghìn đến tiền triệu. Khảo sát trực tiếp tại các cửa hàng thiết bị y tế trên phố Ngọc Khánh, người bán cũng giới thiệu nhiều loại máy đo của các thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là sản phẩm không có bảo hành và dĩ nhiên không đảm bảo về độ chính xác của thông tin máy đo hiển thị. Cái này là 350, nhưng mà chỉ có thử được bảo hành. Cái này nó không ổn lắm. Cái này nó không có bảo hành. Dùng thì cũng được nhưng mà độ bền nó không cao. Đấy, hai chỉ số lại khác nhau. Đúng rồi, thì cái này tiền này thì nó không được ổn định đâu, nó lại đắt tiền hơn ấy. Theo các bác sĩ, thiết bị SpO2 có thể hỗ trợ bệnh nhân theo dõi và kiểm tra các chỉ số sức khỏe, kịp thời phát hiện tình trạng thiếu oxy trong máu ngay cả khi cơ thể đang bình thường. Tuy nhiên, người bệnh không nên phụ thuộc vào chỉ số này để đánh giá tình hình sức khỏe. Cũng nên khuyến cáo với cả tất cả người dân khi mà đi mua máy rồi về dùng ấy, thì sẽ không được dùng cái chỉ số SpO2 độ bão hòa oxy để chẩn đoán xác định COVID hoặc là tiên lượng là mình đã khỏi COVID. Cũng có một số các yếu tố có thể làm sai số cái chỉ số độ bão hòa oxy trong máu. Đó là đối với những bệnh nhân mà tay chân lạnh hoặc là huyết áp thấp. Thứ hai là có thể là cái đo độ bão hòa oxy này ở cái nơi mà ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Thứ ba là đối với những người mà có sơn móng tay, đặc biệt là có sơn móng tay thì cũng làm cho cái độ bão hòa oxy này nó không còn được chính xác. Chuyên gia cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc chỉ số SpO2 xuống thấp, các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà cần báo ngay cho nhân viên y tế nếu có những dấu hiệu sau: khó thở, thở hụt hơi, nhịp thở tăng, đau tức ngực thường xuyên, đau tăng khi hít sâu hay có biểu hiện sốt cao.